Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Đài Việt Mỹ Television. Và bây giờ chúng tôi gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, học sinh sinh viên tuần hành ở Washington trong phong trào chống biến đổi khí hậu. Theo tin từ Reuters, hàng trăm học sinh đã nghỉ học để tham gia cuộc tuần hành ở Washington vào thứ Sáu ngày 15 tháng 3 trong phong trào Youth Climate Strike, tức là chống biến đổi khí hậu. Những người tổ chức tuần hành ước tính có khoảng là 2.500 học sinh sinh viên tập trung trước tòa nhà Quốc hội, cùng với đó là các cuộc tuần hành tương tự ở 46 tiểu bang. Các cuộc biểu tình kêu gọi chính trị gia hành động để chống biến đổi khí hậu, đồng thời ủng hộ các biện pháp như Green New Deal, một dự luật về môi trường đầy tham vọng của đảng Dân Chủ, đang hứng chịu chỉ trích từ phía đảng Cộng Hòa. Sự kiện này là kết quả của các cuộc biểu tình do giới trẻ thực hiện ở châu Âu, lấy cảm hứng từ nhà hoạt động trẻ là Greta Thunberg, một cô bé 15 tuổi từng đơn độc biểu tình trước tòa nhà Quốc hội Thụy Điển. Các nhà tổ chức hy vọng việc tổ chức sự kiện trùng với ngày đi học này sẽ cho thấy là tầm quan trọng của học sinh trong việc chống biến đổi khí hậu. Cộng đồng các nhà khoa học đều đồng ý rằng lượng khí thải nhà kính phải giảm xuống mức là 0% vào năm 2050 để ngăn chặn những hậu quả thảm khốc của biến đổi khí hậu. Hầu hết các ứng cử viên Dân Chủ tranh cử tổng thống cũng đã lên tiếng ủng hộ cho Green New Deal. Và tin liên quan đến Tổng thống Trump, thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump lên án cuộc tấn công đền thờ Hồi giáo tại New Zealand. Theo tin từ Reuters, thì Tổng thống Trump đã lên án vụ thảm sát người Hồi giáo tại hai đền thờ Hồi giáo ở New Zealand vào ngày thứ Sáu 15 tháng 3 vừa qua. Tòa Bạch Ốc gọi cuộc tấn công khiến cho 49 người thiệt mạng là hành động kỳ thị ghê gớm. Trong dòng tin nhắn đăng trên Twitter, Tổng thống Trump gửi lời cảm thông và cầu nguyện cho người dân New Zealand, đồng thời cho biết là Hoa Kỳ sẽ ủng hộ nước này hết sức có thể. Trước đó, Tổng thống Trump từng hứng chịu không ít chỉ trích sau khi cuộc biểu tình thượng tôn da trắng đã gây chết người ở thành phố Charlottesville ở tại Virginia vào năm 2017. Và tại thời điểm đó, Tổng thống Trump đánh đồng nhóm thượng tôn da trắng với những người phản đối nhóm này, cho rằng cả hai bên đều có lỗi. Vào ngày tưởng niệm cuộc biểu tình vào tháng 8 năm 2018, Tổng thống đã lên án mọi hành vi phân biệt chủng tộc và bạo lực. Tuy nhiên, thì Tổng thống Trump đôi lúc ngầm ám chỉ những người ủng hộ có thể sẽ hành động bạo lực. Theo đó, khi được hỏi về vấn đề luận tội trong cuộc phỏng vấn với Reuters vào tháng 12, thì Tổng thống nghĩ rằng người dân sẽ nổi dậy nếu điều đó xảy ra. Sang qua bản tin nói về Bộ trưởng Tài chánh bảo vệ bản khai thuế của Tổng thống Trump trước yêu cầu của Quốc hội. Thưa quý vị, vào ngày thứ Năm 14 tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ là Steven Mnuchin cho biết rằng ông sẽ bảo vệ bản khai thuế của Tổng thống Trump trước yêu cầu phải công khai hóa bản thuế này của Quốc hội. Trong phiên điều trần tại Hạ viện, ông Mnuchin nói với Ủy ban Thuế Hạ viện rằng ông sẽ tuân thủ luật pháp khi nhận được yêu cầu công khai bản thuế, nhưng cũng sẽ bảo vệ quyền riêng tư của Tổng thống Trump. Chủ tịch Ủy ban Richard Neal, thành viên duy nhất của Hạ viện, được pháp luật ủy viên yêu cầu bản khai thuế của Tổng thống và dự kiến sẽ yêu cầu ông Mnuchin cung cấp những tài liệu này. Đảng Dân Chủ xem đây là các tài liệu chủ chốt cho các cuộc điều tra giám sát. Theo Reuters, ủy ban của ông Neal có thể yêu cầu Tổng thống công khai bản khai thuế cá nhân cũng như các công ty mà Tổng thống sở hữu. Tổng thống Trump vốn đang đi ngược lại với tiền lệ của các ứng cử viên Tổng thống bằng cách từ chối tiết lộ bản khai thuế, đồng thời tiếp tục giữ kín các tài liệu này. Tổng thống cũng cho biết Sở Thuế vụ IRS đang kiểm toán bản khai thuế của Tổng thống, và IRS nói rằng Tổng thống có thể công bố tờ khai thuế khi quá trình kiểm toán được tiến hành. Dù vậy, việc yêu cầu Tổng thống tại vị công khai bản khai thuế là chưa từng có tiền lệ, thưa quý vị. Tiếp theo phần tin Hoa Kỳ, tất cả các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã rời khỏi Venezuela. Theo tin từ Reuters, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, tất cả các nhà ngoại giao Hoa Kỳ còn lại ở Venezuela đã rời khỏi đất nước này vào hôm thứ Năm, ngày 14 tháng 3, giữa cuộc khủng hoảng chính trị về tính hợp pháp của cuộc tái tranh cử năm 2018 của Tổng thống Nicolas Maduro. Theo lời tuyên bố của ông Pompeo, các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ giờ đây đã tiếp tục sứ mệnh này
từ các địa điểm khác, nơi họ sẽ tiếp tục góp sức quản trị hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân Venezuela và hỗ trợ các thành viên dân chủ đã dũng cảm chống lại quyền chuyên chế. Một viên chức Hoa Kỳ cho biết các nhà ngoại giao đã rời khỏi Venezuela trong một máy bay đặc quyền dân sự. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từng tuyên bố sẽ rút các nhân viên ngoại giao còn lại khỏi Venezuela trong tuần này. Trong thời gian qua, Washington luôn đi đầu trong việc công nhận ông Juan Guaido, vị lãnh đạo quốc hội 35 tuổi, người tự tuyên bố chức tổng thống lâm thời vào tháng 1 và gọi cuộc tái bầu cử của ông Maduro vào năm 2018 là gian lận. Thưa quý vị, hầu hết các nước ở châu Âu, châu Mỹ Latin đều đã công nhận ông Guaido là tổng thống lâm thời của đất nước Venezuela. Các trường hợp đại học bị chính phủ chú ý sau vụ tai tiếng gian lận. Thưa quý vị, bản tin sau đây cho biết là vụ tai tiếng nhận hối lộ của các trường đại học vừa được công bố trong tuần này theo cáo trạng liên bang đã khiến cho các nhà lập pháp tại Washington nghĩ đến việc ban hành các quy định để hạn chế sự ảnh hưởng của giới giàu có tới quá trình xét tuyển sinh viên. Tuy vụ tai tiếng chủ yếu liên quan đến việc hối lộ và gian lận, nhưng nó lại làm bộc lộ ra mối lo ngại lớn hơn về các lỗ hổng pháp lý mà các gia đình giàu có thường lợi dụng để đưa con của họ vào các đại học danh tiếng. Một số vấn đề được Washington chú ý là việc miễn thuế cho các khoản quyên góp cho trường và chính sách bắt buộc phải học tại các trường đại học nếu được trường đó nhận tuyển sớm. Giới chỉ trích cho rằng việc miễn thuế cho tiền quyên góp giúp những người giàu có được lợi thế không công bằng và việc bắt phải học tại trường đại học nếu được trường đó tuyển nhận sớm sẽ khiến cho các sinh viên không thể tìm các nguồn hỗ trợ tài chính khác. Do đó, chính sách này chỉ có lợi cho những người có khả năng chi trả toàn bộ học phí. Thượng nghị sĩ Ron Wyden, thành viên dân chủ hàng đầu của Ủy ban Tài chính Thượng viện, trong tuần này nói rằng ông sẽ giới thiệu một dự luật đánh thuế các khoản quyên góp cho trường nếu người quyên góp có con cái đang học hoặc đang nộp đơn xin vào trường đại học này, thưa quý vị. Và tin liên quan đến Los Angeles, nổ xe tải chứa 9.000 gallon xăng ở Los Angeles đã khiến cho hai người bị thương. Thưa quý vị, một chiếc xe chở xăng phát nổ ở Los Angeles vào sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 3 đã làm cho hai người bị thương và khói bốc lên rất cao. Theo đài ABC7, sự việc xảy ra lúc 7 giờ 45 phút sáng tại khu phố 200 trên đường Slauson, sau khi có người báo tin ngửi thấy mùi xăng. Chiếc xe này đang đậu ở nhà kho thì bị rỉ xăng, sau đó đã phát nổ làm hư hại hai căn nhà và làm một người bị thương. Cảnh sát cho biết có vài người khác bị thương và ít nhất là một người phải vào bệnh viện vì không thở được. Xe tải này chứa đến 9.000 gallon xăng. Khi cứu hỏa đến hiện trường, lửa đang bắt đầu lan ra. Xăng thì rỉ xuống hệ thống cống dưới đất, bị nổ nhiều chỗ và làm cho bung hết nắp cống. Nhiều người đang trên máy bay đến phi trường quốc tế LA đã thấy khói đen bốc lên rất cao, sau đó thì chụp hình lại cảnh tượng này. Khoảng 80 lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường để đối chọi với đám cháy. Và ngoài ra thì vụ nổ này là một gia đình mất chỗ ở. Sở cứu hỏa và cảnh sát phải chặn đường Slauson từ ngã tư với đường đến ngã tư đường Broadway để làm việc. Thưa quý vị, đe dọa an ninh quốc gia Hoa Kỳ là Trung Cộng, Trung Cộng, Trung Cộng. Mới đây, trong buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là ông Patrick Shanahan đã tóm tắt dự thảo ngân sách quốc phòng vào năm 2020 để đối phó với các đe dọa an ninh quốc gia chỉ trong vỏn vẹn 3 chữ Trung Cộng, Trung Cộng, Trung Cộng. Các đe dọa đó gồm cả oanh tạc cơ chiến lược, hỏa tiễn siêu âm, tấn công điện toán và vũ khí chống vệ tinh của Trung Cộng. Quân đội Hoa Kỳ vẫn đang phải chiến đấu trong các cuộc chiến nhỏ, chống lại thành phần Hồi giáo quá khích và Nga vẫn là một mối đe dọa đáng chú ý. Tuy nhiên, ông Shanahan này muốn tập trung sự chú ý chính của quân đội Hoa Kỳ vào Trung Cộng, nơi có sự phát triển sức mạnh quân sự ngày càng nhanh chóng. Ông Shanahan đưa ra điều này vào hôm thứ Năm 14 tháng 3 khi điều trần về bản dự thảo ngân sách 2020 của Bộ Quốc phòng. Ông không phải là vị Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đầu tiên bày tỏ sự lo ngại về Trung Cộng.
Một số các bộ trưởng tiền nhiệm đã từng đưa ra các ngân sách quốc phòng nhằm tới việc đối đầu với đe dọa từ Bắc Kinh, như là việc chuyển trục về vùng Á Châu, Thái Bình Dương dưới thời Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, thì ông Shanahan coi đây là một vấn đề cấp thiết vượt ra khỏi các biện pháp đối với thông thường. Kính thưa quý vị, đó là phần tin Hoa Kỳ. Một lần nữa chúng tôi xin tạm ngưng trong chốc lát. Và sau một vài thông tin thương mại, Ngọc Thủy sẽ trở lại ngay với quý vị trong phần tin Việt Nam.